Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bếp Xanh. Nếu như hiện tại nhà bạn đang có diện tích bếp khá hẹp và bạn muốn trang bị một cái chiếc bếp có 3 vùng nấu với thiết kế vuông vắn để đáp ứng cho gia đình nhiều thành viên, thì trong video ngày hôm nay chia sẻ giới thiệu với các bạn sản phẩm bếp điện từ đến từ hãng Maloca với thiết kế vuông rất là gọn với mã là MIR593. Đây là sản phẩm bếp được nhập khẩu từ Tây Ban Nha, trang bị 2 vùng nấu từ và 1 vùng nấu điện. Bếp điện từ Maloca MIR593 có xuất xứ từ Tây Ban Nha, được thiết kế rất là gọn theo kiểu dáng là hình vuông với chiều dài là 59cm và chiều rộng là 52cm, tương ứng với kích thước lỗ đá là 56x49cm. Thiết kế bếp thì được hoàn thiện theo dạng là lắp âm, cho nên là toàn bộ bồn bếp sẽ được giấu ở bên dưới và phần trên thì chúng ta sẽ thấy cái phần mặt kính mà thôi. Thiết kế này thì sẽ đem lại cho bếp cái sự hiện đại và sang trọng, đồng thời là tạo được không gian thoải mái để người nội trợ có thể dễ dàng nấu ăn mà không có bị vướng víu. Ưu điểm lớn nhất của sản phẩm là được trang bị mặt kính có ceran có xứ từ Đức. Đây được xem là một trong những cái loại mặt kính tốt nhất trên thị trường hiện nay, với khả năng chịu lực, chịu nhiệt tốt, tránh trầy xước, va chạm trong quá trình sử dụng và giúp các bạn dễ dàng vệ sinh bếp chỉ bằng một chiếc khăn ẩm. Với thiết kế này thì mặt kính nó sẽ có màu đen rất là nổi bật, giúp các bạn dễ dàng phối với nhiều nền bếp khác nhau như là nền bếp màu sáng hoặc là cái màu xám như thế này để tạo thêm cái sự nổi bật cho căn bếp. Thiết kế bếp thì cũng có những cái điểm nhấn với cái phần đường vát cạnh ở cạnh trên và cạnh dưới, đồng thời là các cái cạnh của bếp sẽ được bo tròn như thế này, tránh mẻ cạnh trong quá trình sử dụng. Với chiều ngang là 59cm và chiều dọc là 52cm thì bếp phân làm 3 vùng nấu rất là hợp lý và khoa học. Thì ở ngoài cùng bên phải thì chúng ta sẽ có 2 vùng nấu từ. Với vùng nấu từ lớn ở bên đây công suất là 2300W và vùng nấu nhỏ là công suất 1400W. Vùng nấu từ lớn ở đây thì sẽ có hỗ trợ thêm mức công suất là booster để giúp các bạn gia nhiệt nhanh hơn và nấu ăn thuận tiện hơn. Vùng nấu điện thì sẽ nằm ở phần ngoài cùng ở bên trái, với trang bị là 3 vòng nhiệt. Thì các bạn có thể thấy các đường chia vòng nhiệt ở đây, thì các bạn có thể tùy chỉnh vòng nhiệt tăng hay giảm thì tùy thuộc vào cái kích thước xoong nồi của mình. Vùng nấu điện thì sẽ có 3 mức công suất là 1600W, 2500W và ở vùng trong là 800W. Thì vùng nấu điện này sẽ không khiến nồi nấu, nên các bạn có thể thoải mái tận dụng những cái xoong nồi có sẵn ở nhà mình để có thể nấu ăn ở trên bếp. Bên dưới 3 vùng nấu là hệ thống bảng điều khiển cảm ứng theo dạng là trượt, rất là đơn giản. Thì các bạn có thể thấy hệ thống bảng điều khiển là chỉ có vài cái phím bấm thôi. Ở ngoài cùng thì chúng ta sẽ có một cái nút nguồn để các bạn có thể bật tắt bếp. Ở cái phần thanh giữa đây là để các bạn tăng giảm trượt slide để các bạn có thể điều chỉnh mức công suất. Thì ở mỗi vùng nấu thì các bạn có thể chỉnh công suất là từ 1 đến 9. Riêng cái vùng nấu từ ở bên đây thì các bạn có thể chọn thêm mức công suất cao nhất là booster để chúng ta tiết kiệm thời gian nấu hơn ha. Ở đây là nút để các bạn có thể tăng hoặc là giảm cái vòng nhiệt của cái vùng nấu điện. Thì phù hợp với nhiều kích thước xoong nồi khác nhau thì các bạn có thể chỉnh tăng giảm cái vòng nhiệt ha. Và ngoài cùng thì chúng ta sẽ có thêm khóa an toàn cho trẻ em. Ngoài ra là khi mà các bạn bật bếp lên thì nó sẽ có những cái phần màn hình đèn LED ở phía trên để các bạn có thể chọn vùng nấu nè, cũng như là hẹn giờ. Thì với mỗi bếp thì các bạn có thể tùy chỉnh hẹn giờ là đến 99 phút. Ngoài những cái tính năng tiện lợi như là khóa an toàn cho trẻ em hay là hẹn giờ, thì bếp điện từ Maloca MIR593 còn được trang bị chức năng là trận diện nồi nấu rất là tốt. Tức là khi mà không có nồi ở trên bếp thì bếp nó sẽ tự động tắt, hoặc là khi mà các bạn bật công suất mà không có nồi trên bếp thì bếp cũng sẽ báo là không có nồi, để các bạn có thể đặt nồi lên và nấu. Và khi mà các bạn đặt nồi lên thì bếp nó sẽ gia nhiệt rất là chính xác vào cái vùng đáy nồi để giúp tiết kiệm điện năng và không có bị hao phí điện năng trong quá trình sử dụng. Bên cạnh đó thì bếp còn có chức năng là cảnh báo nhiệt dư ha. Tại khi là còn khi các tắt bếp thì bếp còn nóng thì bếp nó sẽ báo chữ H ở đây để các bạn có thể biết là mặt bếp còn nóng và chúng ta tránh chạm tay vào bếp để đảm bảo an toàn hơn. Với những tính năng như vậy thì Chi nghĩ đây là sản phẩm rất là đáng để các bạn sở hữu trong gia đình mình. Ngoài ra thì bếp cũng còn có nhiều ưu điểm như là được xuất xứ từ Tây Ban Nha nè, trang bị mặt kính có ceran từ Đức với khả năng chịu nhiệt chịu lực rất là tốt, và trang bị 2 vùng nấu từ cũng như là 1 vùng nấu điện để các bạn có thể nấu ăn đa dạng các món hơn. Như là vùng điện thì các bạn có thể nấu những cái món thời gian lâu như là ninh hầm, hoặc là những cái vùng từ thì nấu những cái món gia nhiệt nhanh như là nấu canh hoặc là chiên xào. Với mức giá là tầm trên 25 triệu đồng thì Chi nghĩ đây là một chiếc bếp cao cấp rất là đáng để các bạn sở hữu trong gia đình mình. Nếu như các bạn yêu thích sản phẩm này, các bạn có thể đến ngay các showroom của Bếp Xanh để được trải nghiệm trực tiếp, hoặc các bạn có thể gọi hotline 1800 6775, hoặc truy cập website www.bepxanh.com để được nhân viên Bếp Xanh tư vấn chi tiết hơn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.